Xin chào các bạn. Ở video lần trước thì mình có hướng dẫn các bạn cách tẩy rỉ sét ở trên inox. Hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn cách tẩy rỉ sét trên kim loại này, sắt, đồng hay là nhôm. Các bạn có thể áp dụng theo phương pháp của mình, nó rất là đơn giản mà lại hiệu quả. Biết rằng là kim loại sử dụng lâu ngày sẽ gặp phải cái tình trạng rỉ sét ở trên bề mặt, làm giảm đi cái công dụng cũng như là tính thẩm mỹ của cái món đồ đó. Thì các bạn có thể thực hiện tẩy rỉ sét bằng muối. Các bạn sẽ đổ một ít muối lên phủ toàn bộ cái vùng bị rỉ sét, và sau đó vắt chanh vào, dùng một muỗng canh cho chanh và 1/2 muỗng cà phê cho muối. Các bạn sẽ để cái hỗn hợp khoảng 2 đến 3 tiếng, sau đó dùng bàn chải và chà lên vết rỉ sét. Các bạn sẽ thấy cái độ rỉ sét của kim loại giảm đi rõ rệt. Ngoài ra thì có thể sử dụng cái vỏ chanh để chà lên bề mặt bị rỉ sét, tránh làm hỏng bề mặt của kim loại. Đối với inox, chúng ta có thể sử dụng cái nước vo gạo, ngâm cái vật liệu bị rỉ sét vào nước vo gạo. Thì những cái đồ vật bằng kim loại, nhôm, đồng hay là sắt các bạn cũng có thể làm tương tự. Nếu mà cái vết rỉ sét nó mới, các bạn sẽ ngâm vào trong nước vo gạo. Cái điều này thì các bạn có thể tận dụng dễ dàng sau mỗi cái buổi các bạn vo gạo, chắt lức gạo. Các bạn sẽ để lại và ngâm cái vật dụng bị rỉ sét trong 3 đến 4 giờ đồng hồ. Sau đó thì dùng bàn chải chà lên cái vết rỉ sét để làm sạch. Trong nước gạo thì có chất chống oxy hóa giúp kim loại có độ sáng và bền hơn. Cái cách này thì thích hợp cho các dụng cụ như là muỗng, dao, thìa, nĩa, chất liệu làm từ inox như mình vừa mới ví dụ. Giấm ăn cũng là một cái nguyên liệu để sử dụng tẩy cái vết rỉ sét mà các bạn có thể tham khảo. Chúng ta có thể dễ dàng mua với giá khoảng 10.000 một lít, và các bạn sẽ ngâm cái dụng cụ cần tẩy rỉ sét vào dung dịch trong vài giờ, sau đó dùng bàn chải để tẩy sạch rỉ sét. Đây là cái phương pháp thực hiện rất là đơn giản và dễ dàng, đúng không nào? Baking soda cũng là một cái dung dịch mà các bạn có thể sử dụng để tẩy cái vết rỉ sét. Nó còn được gọi là muối nở. Cái loại chất tẩy có ứng dụng đa dạng. Các bạn sẽ trộn baking soda với nước để tạo thành một cái hỗn hợp sệt. Sau đó thì bôi trực tiếp vào cái chỗ bị rỉ sét, để vậy trong vài phút, và đồng thời dùng bàn chải để chà lên cái vết rỉ sét đó. Mình sẽ đưa ra thêm một số cái cách tẩy rỉ sét mà các bạn có thể tham khảo. Ví dụ như là tẩy rỉ sét bằng khoai tây, nước rửa chén. Cái cách làm thì mình sẽ dán ở trên màn hình. Hay là các bạn có thể tẩy rỉ sét thủ công, cần sử dụng dầu mỡ bôi trơn đánh tan vết rỉ sét bằng cách cạo nó đi, sử dụng máy mài điện hoặc là giấy nhám hạt mịn chà lên cái bề mặt rỉ sét. Hay là tẩy rỉ sét bằng phèn chua, hoặc các bạn cũng có thể tẩy rỉ sét bằng nến, tẩy rỉ sét bằng cái dung dịch RP7, hoặc là tẩy rỉ sét bằng axit oxalic. Một số lưu ý khi mà các bạn tẩy rỉ sét ở trên vật liệu khác, đối với đồ dùng làm từ nhôm thì cái vết rỉ sét hình thành trên vật dụng làm từ nhôm chính là cái mảng bám của thức ăn bị cháy hoặc là bám dính lâu ngày. Để tìm lại mặt nhôm sáng bóng như mới thì các bạn chỉ cần đun cái hỗn hợp nước và giấm bằng chính cái vật dụng cần tẩy rửa trong 30 phút. Sau đó thì các bạn sẽ dùng giấy nhám hoặc là miếng rửa bát chà mạnh để cho các cái mảng bám bong tróc và biến mất. Hay là đối với vật dụng làm từ đồng, các cái vật dụng trong nhà chúng ta thì đồ dùng mạ đồng chiếm số lượng lớn. Các bạn chuẩn bị chanh và muối hạt to. Các bạn cắt cái quả chanh thành lát mỏng, cho muối hạt lên từng miếng chanh và chà sát trực tiếp lên những cái vết xỉn đen. Lặp lại cái động tác chà sát nhiều lần cho đến khi vật dụng lấy lại màu sắc của chất liệu đồng thì các bạn rửa sạch bằng nước. Hay là đôi khi những cái vật dụng mạ vàng hay là đồ trang sức vàng cũng có thể bị rỉ sét nếu mà không được bảo quản đúng cách. Khi cái hiện tượng này xảy ra thì các bạn nên tiến hành tẩy rửa ngay lập tức bằng cách là cho cái vật dụng bị hoen rỉ vào dung dịch nước
và nước rửa chén đã đun sôi. Sau đó dùng bàn chải lông mềm nhẹ nhàng làm sạch các cái vết ố vàng, là vàng sẽ sáng bóng trở lại. Với những chia sẻ của mình thì hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tẩy rửa những cái vết rỉ sét mà mình không mong muốn bám trên bề mặt kim loại. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.